Đại học Bologna, ngôi trường hơn 900 năm tuổi nổi danh nước Ý. Ở đất nước Italia xinh đẹp có một ngôi trường đã hơn 900 năm tuổi, đó chính là Đại học Bologna. Không chỉ được xem là ngôi trường cổ nhất trên thế giới, Bologna còn chinh phục lòng người với kiến trúc nguy nga, tráng lệ tựa như một cung điện hoàng gia. Tọa lạc trong thành phố Bologna, một thành phố đáng sống với nhiều danh lam thắng cảnh, cùng với chất lượng đào tạo hàng đầu của nước Ý. Có thể nói, Bologna là một biểu tượng đáng giá của đất nước hình chiếc ủng. Một trong những trường đại học lâu đời nhất thế giới. Viện Đại học Bologna trong tiếng Ý là Alma Mater Studiorum Università di Bologna, viết tắt là Unibo. Ngôi trường này được thành lập vào năm 1088 tại Bologna, thuộc đông bắc nước Ý. Đại học Bologna có khẩu hiệu bằng tiếng Latin là Alma Mater Studiorum, mang ý nghĩa người mẹ nuôi dưỡng các ngành học. Ra đời năm 1088, Đại học Bologna được coi là trường đại học cổ nhất còn tồn tại ở châu Âu và là một trong những trường đại học lâu đời nhất trên thế giới, thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả Đại học Oxford và Đại học Cambridge ở nước Anh. Ban đầu, nhiệm vụ của ngôi trường này là dạy kinh thánh và luật pháp. Sau đó, Bologna trở thành trung tâm về giáo dục cao học của Italy nói riêng và châu Âu nói chung. Đại học Bologna nhận được hiến chương từ Hoàng đế Frederick đệ nhất Barbarossa vào năm 1158. Tuy vậy, vào thế kỷ 19, một hội đồng các nhà lịch sử học dẫn đầu bởi Giosuè Carducci cho rằng trường được thành lập vào năm 1088 giúp Bologna trở thành đại học lâu đời nhất hoạt động liên tục từ khi thành lập cho đến nay. Trong quá khứ, Đại học Bologna từng chỉ đào tạo học vị tiến sĩ. Đến nay, Bologna đã mở rộng phạm vi, đa dạng hóa chương trình học ở tất cả các cấp. Học giả ghi lại lịch sử sớm nhất của Bologna là một người có tên là Inerius. Người này đã lập danh mục tài liệu pháp lý La Mã. Những sinh viên thế hệ đầu có thể kể đến như Tổng giám mục thế kỷ 12 của Canterbury Thomas Becket và nhà thiên văn học Nicolaus Copernicus. Các cựu sinh viên đáng chú ý khác bao gồm nhà thơ Dante, cựu thủ tướng Ý Romano Prodi. Sau này, Bologna còn là nơi tu luyện của ba vị giáo hoàng cùng nhiều doanh nhân và các chính trị gia người Ý. Trường đại học danh giá nhất nước Ý. Viện Đại học Bologna là cơ sở giáo dục đầu tiên sử dụng từ Universitas trong tên gọi của mình. Từ Universitas có nguồn gốc từ cụm từ Latin Universitas Magistrorum Escolarium, nghĩa là cộng đồng những nhà giáo và học giả. Đại học Bologna là một trong những trường đại học danh giá tại nước Ý. Ngôi trường này thường xuyên đứng đầu các bảng xếp hạng trong nước. Trong bảng xếp hạng QS World University Rankings 2020, Bologna đứng thứ 177. Ngoài ra, Bologna còn được xem là top 1 trong các trường đại học Bắc Âu và giữ vững danh tiếng là trường đại học danh giá nhất nước Ý, theo tạp chí La Repubblica xếp hạng vào năm 2017. Đến năm 2020, Đại học Bologna đã có 11 trường thành viên, cung cấp hơn 200 chương trình học ở nhiều ngành. Trường có các trung tâm chi nhánh tại Reggio Emilia, Imola, Ravenna, Forlì, Cesena và Rimini và một trung tâm chi nhánh ở nước ngoài tại Buenos Aires, Argentina, nơi cung cấp các chương trình liên ngành. Ngoài ra, Bologna còn có một trường đại học dành cho các sinh viên xuất sắc được đặt tên là Collegio Superiore di Bologna. Đại học Bologna giúp sinh viên có thể nghiên cứu về các chủ đề khác nhau, với những khu thư viện tập hợp hàng ngàn cuốn sách cổ và hiện đại, cũng như các cơ sở nghiên cứu bảo tồn và lịch sử khoa học. Bên cạnh đó, Bologna còn giúp sinh viên có cơ hội học tập tại nước ngoài thông qua các chương trình học như Erasmus, Erasmus Mundus Action 3. Trường có chương trình cấp bằng ngành kinh doanh và kinh tế tại trường Buenos Aires. Sinh viên Unibo cũng có cơ hội làm luận án của chương trình học thạc sĩ kỳ 2 hoặc luận án tiến sĩ tại các trường Buenos Aires. Đại học Bologna khuyến khích sinh viên thực tập trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, các tổ chức công cộng và các công ty chuyên nghiệp, đồng thời hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Học phí của Bologna được đánh giá là rẻ, trung bình rơi vào khoảng 3.000 euro trên một năm, trong khi các trường tư thục ở Ý khoảng 15.000 đến 20.000 euro một năm. Các khóa học được giảng dạy bằng cả tiếng Anh và tiếng Ý, do đó các du học sinh đến đây có thể lựa chọn chương trình học bằng tiếng Anh. Bologna là thành phố đông dân thứ 7 của nước Ý, trong đó sinh viên của trường đại học chiếm gần 1/3 dân số. Đây là một trong những thành phố ít tốn kém của Ý dành cho sinh viên sinh sống, nơi rạp chiếu phim và nhà hát được giảm giá cho sinh viên và nhiều bảo tàng của Bologna cho phép sinh viên tự do tham quan. Chi phí sinh hoạt tại thành phố của Bologna cũng khá bình dân. Đa phần sinh hoạt phí của sinh viên quốc tế rơi vào khoảng 750 đến 1.100 euro một tháng. Rẻ hơn so với các thành phố như Milan hay Rome có chi phí khoảng 850 euro
đến 1.450 euro một tháng. Ngoài ra, sinh viên có thể săn học bổng vùng lên đến 100% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí lên tới 5.000 euro một năm học. Kiến trúc cổ kính tinh xảo bậc nhất thế giới. Nhờ kiến trúc cổ kính và nguy nga, Bologna liên tục được bình chọn là một trong những trường đại học đẹp nhất trên thế giới. Hoạt động trong gần suốt 10 thế kỷ cho đến nay, trường vẫn giữ nguyên được nét kiến trúc cổ kính như thời Trung Cổ. Bologna thường xuyên được đánh giá là một trong những trường đại học có khuôn viên đẹp nhất trên thế giới. Nhiều sinh viên từ khắp nơi đều mong muốn được học tại những tòa nhà và lớp học nguy nga, không kém gì các cung điện hoàng gia. Không chỉ thu hút sinh viên, Đại học Bologna còn được các nhà nghiên cứu kiến trúc sư quan tâm, cùng với đó là lượng khách tham quan ổn định. Đại học Bologna có nhiều thư viện đồ sộ, cổ kính với không gian yên tĩnh, truyền cảm hứng cho người học. Những mái vòm được trang trí tỉ mỉ và những dãy hành lang, hàng cột uy nghiêm có tuổi đời hàng trăm năm là điểm nhấn đặc biệt của trường. Cũng bởi vậy, Bologna thường xuyên lọt vào danh sách điểm đến không thể bỏ qua khi du khách tham quan Italy. Điểm ấn tượng của Đại học Bologna mà chúng ta không thể bỏ qua đó là Palazzo Poggi, một trong những tòa nhà chính của trường. Tòa có 3 bảo tàng với các triển lãm về lịch sử tự nhiên, giải phẫu và sản khoa, vật lý và hóa học. Bên cạnh đó, có rất nhiều tòa nhà trong trường mà khách du lịch nên đưa vào danh sách phải ghé thăm trong chuyến đi của mình, bao gồm Collegio di Spagna, một tòa nhà có màu hồng kết hợp cả hai yếu tố Gothic và Phục Hưng. Bên cạnh Palazzo Poggi, giảng đường giải phẫu cũng là cái tên thu hút khách du lịch. Giảng đường giải phẫu được xây dựng vào năm 1637 bởi Antonio Paolucci, hay còn được gọi là Levanti. Hội trường này được bao phủ hoàn toàn bằng những tấm gỗ vân sam và được trang trí với những bức tượng của các bác sĩ và nhà giải phẫu học cổ xưa nổi tiếng. Ở giữa trần nhà, trên các vách ngăn là hình ảnh của thần Apollo được bao quanh bởi 14 dòng sao. Giảng đường giải phẫu đã trải qua nhiều lần sửa đổi và đạt đến thiết kế hoàn chỉnh từ năm 1733 đến 1736. Không may rằng, giảng đường này đã bị phá hủy gần như hoàn toàn trong Chiến tranh Thế giới thứ hai bởi một cuộc không kích diễn ra vào ngày 29 tháng 1 năm 1944. Sau chiến tranh, nơi này được xây dựng lại theo quy tắc triết học bằng cách sử dụng tất cả các mảnh còn lại, sau đó được phục dựng một cách cẩn thận giữa đống đổ nát của tòa nhà. Tiếp đó, chúng ta phải kể đến hội trường Stabat Mater. Địa điểm này trước đây được sử dụng làm giảng đường tại nhà của Legisti, ngày nay được gọi là Sala dello Stabat Mater, để mà tưởng nhớ về vụ hành quyết Chúa Giêsu đầu tiên. Hội trường được thiết kế bởi Gioacchino Rossini dưới sự chỉ đạo của Gaetano Donizetti. Hiện nay, căn phòng tuyệt đẹp này được sử dụng để tổ chức các sự kiện và triển lãm văn hóa lớn. Hội trường Stabat Mater khoác lên mình vẻ đẹp trang nghiêm. Tòa nhà được trang trí một cách xa hoa với các tác phẩm tuyệt đẹp. Trên bức tường phía nam là đài tưởng niệm giáo chủ Hồng Y Fabrizio Savelli bị trói, gắn liền với hình ảnh con đại bàng hai đầu cùng những huy chương đã được khắc từ trước. Trên cùng là đường khung viền với những cánh tay lớn xen kẽ theo phong cách pilaster với tượng Telamon, con trai của vua Aeacus và Andes, một nữ thần núi, và Caryatis, nghệ thuật điêu khắc người phụ nữ, với phần đầu nối liền trụ cột. Năm 1712, Thư viện Đại học Bologna được ra đời từ lòng hào phóng của ông Luigi Ferdinando Marsili, sinh năm 1658, mất năm 1730, một quý tộc ở Bologna và là đại tướng của đế chế. Bên cạnh đó, Marsili còn cung cấp cho thư viện những bộ sưu tập khoa học, sách, 900 bản thảo phương Đông và 120 bản thảo liên quan đến công trình của ông. Hơn thế nữa, ngoài khối tài sản khổng lồ về di sản bằng văn bản và in ấn của thư viện, hiện có tới hơn 1.250.000 tập, Thư viện Đại học Bologna còn bao gồm một bộ sưu tập nghệ thuật được tạo ra từ hơn 400 bức chân dung của các nhân vật lẫy lừng, thậm chí có cả các bức bích họa từ thế kỷ 16, chúng thỏa mãn thị giác của những ai ghé thăm. Cũng bởi như thế, Thư viện Đại học Bologna còn thường xuyên có mặt trong danh sách top 10 thư viện đẹp nhất trên thế giới. Nhà thờ San Broccolo cũng là một kiến trúc nổi bật tại Bologna. Địa điểm này là một trong những trung tâm dùng để chào đón sinh viên luật đến với ngôi trường này. Tòa nhà được xây dựng lại từ một nhà thờ cũ thuộc về các dòng tu của dòng thánh Benedict với phong cách Gothic giữa thế kỷ 14 và 15. Sau đó, San Broccolo đã được cải tạo nhiều lần bởi những bậc thầy vĩ đại của thế kỷ 16 như Antonio Morandi, còn được gọi là Terribilia, và kiến trúc sư Domenico Tibaldi. Nơi ra đời của tiến trình Bologna. Tiến trình Bologna hay tuyên bố Bologna, Bologna Process, là một loạt các cuộc họp và thỏa thuận cấp bộ giữa các quốc gia châu Âu nhằm đảm bảo khả năng đánh giá và thống nhất các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học và sau đại học giữa các quốc gia.
Tiến trình này đã tạo ra khu vực giáo dục đại học châu Âu, European Higher Education Area, theo Công ước Lisbon. Đây là kết quả của ý chí chính trị của 48 quốc gia trong suốt 18 năm. 48 quốc gia này đã hợp lực cải cách giáo dục đại học trên cơ sở các giá trị quan trọng chung như tự do ngôn luận, trao quyền tự chủ cho trường, đoàn thể sinh viên độc lập, tự do học thuật. Thông qua tiến trình này, các nước, các tổ chức đại học và các bên liên quan của khu vực châu Âu không ngừng thích nghi và tăng cường các cơ chế để đảm bảo chất lượng đào tạo. Tiến trình này được đặt tên theo Đại học Bologna, nơi tiến trình được ký kết bởi các bộ trưởng Bộ Giáo dục từ 29 nước châu Âu vào năm 1999. Về sau, tiến trình Bologna được mở ra cho các quốc gia khác trong Công ước Văn hóa châu Âu của Hội đồng châu Âu thông qua các cuộc họp chính phủ được tổ chức tại Prague 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, London 2007, Leuven 2009, Budapest, Vienna 2010, Bucharest 2012 và Yerevan 2010. Cho đến năm 2019, tiến trình Bologna đã có 48 quốc gia tham gia. Tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đều tham gia vào tiến trình này. Điều này đồng nghĩa cho dù sinh viên học tập ở bất kỳ quốc gia nào ở trên, thì bằng cấp đại học của họ sẽ được công nhận toàn châu Âu, thậm chí là toàn thế giới. Monaco và San Marino là những quốc gia duy nhất của Hội đồng châu Âu không chấp nhận quy trình Bologna. Bộ khung cơ bản của tiến trình Bologna có 3 chu kỳ đào tạo trình độ giáo dục đại học và sau đại học. Khuôn khổ được các bộ trưởng thông qua tại cuộc họp ở Bergen vào năm 2005 xác định trình độ về mặt kết quả học tập, báo cáo về những gì sinh viên biết và có thể làm khi hoàn thành bằng cấp của họ. Khi mô tả các chu kỳ, khuôn khổ sử dụng hệ thống tích lũy và chuyển giao tín chỉ châu Âu ECTS. Chu kỳ đầu tiên cử nhân thông thường sẽ yêu cầu 180-240 tín chỉ ECTS, tối thiểu 60 tín chỉ mỗi năm học, thường được trao bằng cử nhân. Khu vực giáo dục đại học châu Âu không giới thiệu chương trình cử nhân danh dự, tức chương trình cho phép sinh viên tốt nghiệp nhận được bằng cử nhân. Ví dụ ở Anh, Úc và Canada có thể bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ mà không có bằng thạc sĩ. Chu kỳ thứ hai thạc sĩ thông thường sẽ yêu cầu 90-120 tín chỉ ECTS, tối thiểu 60 ECTS mỗi năm học, thường sẽ được trao bằng thạc sĩ. Chu kỳ thứ ba tiến sĩ thì không có số tín chỉ ECTS cụ thể vì các ngành khác nhau về độ dài và tính toàn diện. Trong hầu hết các trường hợp theo tiến trình Bologna, sẽ mất từ 3-4 năm để lấy bằng cử nhân và 1-2 năm nữa cho bằng thạc sĩ. Chương trình tiến sĩ thường đòi hỏi 2-4 năm chuyên môn, chủ yếu là nghiên cứu cá nhân theo một người cố vấn. Tên bằng cấp có thể thay đổi theo quốc gia. Một năm học tương ứng với 60 tín chỉ ECTS, tương đương với 1.500-1.800 giờ học. Đại học Bologna không chỉ mang nét đẹp về lịch sử kiến trúc, trường còn được biết đến là cái nôi của các trường đại học ở châu Âu. Hơn thế nữa, Bologna còn là biểu tượng của giáo dục nước Ý, với sức sống trường tồn gần 10 thế kỷ. Chắc chắn trong tương lai, Đại học Bologna sẽ còn đồng hành với nhiều thế hệ sinh viên hơn nữa. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!